Hello, xin chào cô chú và các bạn đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Hôm nay lên cặp bò cái kem ngá cho cô chú chị về mua sinh sản ha. Hai này là hai kiểu mẫu nuôi giống sinh sản cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ trên số điện thoại đường hình kênh phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Giờ mời cô chú mình xem nội dung chi tiết ha. Thấy được giá ưng ý mua liên hệ cho em ngay nha. Đó, nhắc máy nhìn ra chốt nha em liền. Đây là hai bộ, đây là hai con cái kem đó chú anh chị. Đó, một con kem Pháp bông bóm này là nó được 6 tháng hơn nè, còn con kem đỏ này là 5 tháng hơn chú anh chị. Đó, em báo giá ha, chiều cao hai con này. Con trắng bông bóm này là 1m13, còn con đỏ này 1m09. Đó, chúng gần bằng 1m1 ha chú anh chị. Thầy cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em kiểu mẫu nè, dáng đứng nè, thẳng nó lẳng thấy không? Thả đòn dài con kem bông bóm mình thả đòn dài ghê không? Nè, cô chú thấy cái đòn đó không? Chân tước nè, móng sò ha. Đứng thẳng luôn. Yếm đây. Đầu hơi trụi luôn ha chú anh chị. Đầu hơi trụi chứ không được trụi lắm ha. Đó. Rồi, nay vú nè. Đình cực kỳ không? Lúng lúng chèn kiểu luôn ha chú anh chị. Nay vú thấy không? Đó. Đầu sái nè, ép mọc hết ha. F1 nuôi giống sinh sản rất tốt ha chú anh chị. Rồi sau lưng đây. Coi sông lưng của nó nè. Nhìn ghen không? Đó, dài được ha. Đứt được nè. Đây. Đó, con bông bóm qua đỏ nha, mua to nha chú anh chị đó ha, qua nó không? Qua đỏ mỏ đỏ ha, mắt đỏ chân đỏ hết luôn. Còn này thì kem đỏ. Mỏ đen, chân đen, mắt đen ha chú anh chị thấy không? Sái là đầu cũng tụi tụi ha, sái nghiêm chỉnh chú anh chị thấy không? Lưng sái lưng đây. Đó, xong lưng của nó cũng không thua thì con kim tắn ha chú anh chị. Con này nhỏ ngày tháng hơn chí. Con sơ xích đẻ sao, còn con đẻ trước, con đẻ sau, con này đẻ sao cả nửa tháng. Chân cẳng móng nữa thấy không? Móng sò nha. Nè, chân sau nè, chân trước nè. Một móng này cô chú người thấy một móng đó không? Lúng đây. Lúng chuyền chuyền luôn nè. Cái lúng nó dài hơn, lúng chuyền dài hơn, ngay vú nó bự hơn, tái vú nó bự hơn chú chị thấy không? Yếm đây, lòng thòng luôn thấy không? Thả đòn nó không thua kém gì ha. Thì bò ở huyện Ba Tri, xã Mỹ Nhơn, cô chú chị thấy nghĩ mua liên hệ cho em. Và em báo giá cặp bò này là 40 triệu chú anh chị. Đó, thì cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Thì giá này cũng còn bớt chút đỉnh tiền xe cổ ha. Chứ không bớt nhiều được cô chú anh chị. Thì cặp bò này là cực kỳ ngon, mẫu nuôi kiểu đẹp, bò cũng khá là to ha. Con đem đỏ là 5 tháng 5 tháng rưỡi nè, còn con Pháp là 6 tháng 6 tháng rưỡi nè. Đó, đít nè thấy không, chân cẳng nè, xương sóc xương to hết nè, hai con này đi xương to nha chú anh chị, hai xương nữa không. Đây bản đùi nữa nè, cực kỳ luôn, dai được ghê không cô chú anh chị, thấy bông bóm nè đẹp không? Đó, sái nè, thì bò lại sai tích nghiêm chỉnh, con kiếm hơi cực nha chú anh chị. Đó, dài lực ít lực ha. Và con đây đó cũng lực ghê không, dài nè. Đó, này con nào kiểu sao em báo với cực, em báo hết ha, quay rõ chi tiết ha, kiểu mẫu em quay rõ nét hết nè, cái đuôi tròn hết, qua đen, con này qua đen, mỏ đen, chân đen, con kia qua đỏ, chân đỏ ha. Hai con giá là 40 triệu, cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Con này xương cũng khá to nè, thấy không? Đây, bản đồ nó cực kỳ không? Đít nè, hai này qua to nha, dễ sinh sản, dễ đẻ, đó. Kiểu mẫu rồi mà mẫu làm mẫu nuôi làm giống hết nha chú anh chị. Bò nuôi làm giống nền tương lai sau này ha. À, cái này chú nó là mình biết nè, đúng tên nè. Trời ơi, cực kỳ đúng chuyện thấy không? Đúng đây, hai con đúng dài lòng thòng. Đúng chuyện luôn rồi, thấy không? Đó. Chân cẳng ha. Sái có sái tiền luôn nè, cô chú thấy không? Đó, tiền này yếm ha. Nó đang vậy nè. Đùi nữa nè, thấy không? Xong lưng đi nè,
xong lưng dài đi, cô chú này thấy không, rõ không? Rồi khen đó, em cũng báo giá trực tiếp rồi cô chú anh chị rồi ha. Em quay từng chi tiết không có sơ xích gì hết, nó chân cẳng hoàn thiện, họ bú ốp xe xuống lúng xuống được hết, không có tì vết hết em. Hàng này đẹp từng chi tiết nha, không có tì vết gì hết nha. Đó, đóng xong lưng nè, em quay quay nhiều góc quay cho cô chú chị xem ha, nhắm con bò ha, đây quay tầm xa nè, thấy không? Đó, nhìn chiều cao em cũng báo lại hai con cao mét lên chín, con đỏ cao mét đã chín, con này cao mét 13 nè, kem bông bóm này có mét 13 của chú anh chị, thấy không? Hai con này cực kỳ ngon ha, nuôi làm giống sinh sản hết rằng đó, tương lai ha. Thì kiểu mẫu nó có đẹp cực kỳ, mua làm giống sinh sản đẻ con là cũng đẹp ha, nó không gì dễ, bò đẹp đẻ con là đẹp thôi đó, giống sinh sản hết rồi. Giờ em xin kết thúc video này ha, mong cô chú nhìn xem ưng ý mua liên hệ cho em số nội để tường hình, nhanh tay chốt ha. Giờ cũng xin chào cô chú anh chị, hẹn lại cô chú giờ clip sau nha. Đó, thì cho nó sống lúc 12 giờ trưa 7 giờ tối đây, ngoài tầm xa cách em đứng khách xa nó có 5 mét không à, gần nè, hơi sát lại nè, thấy không? Đó, kỳ không nè, diễn dàng hay chứ anh chị, hai con đậu nè, thấy không? Hai nhú nhú sừng nè, da mỏng như lông nhuyễn dùng nha, kỳ.